Nó là cái trọn vẹn cái hồng ân hạnh phúc cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại qua cái chết và phục sinh của Ngài đó. Không chỉ là ngày hôm nay chúng ta mừng Ngài Đức Maria được lên trời cả hồn cả xác, nhưng mà trong cái thời gian ở trần thế, Đức Maria cũng đã cảm nhận được cái niềm vui, cái sự hạnh phúc mà Chúa đã ban cho mặt cho mẹ khi được Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chương trình đó mẹ đã hiệp với con của mẹ qua đau khổ, qua hy sinh, qua vất vả, nhưng đó là cái cơ hội để mẹ cộng tác với ơn Chúa và coi đó như là cái niềm vui hạnh phúc thật. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng sau khi được truyền tin mời gọi mang thai và sinh ra đấng cứu thế. Đức Maria đã lên đường đến thăm viếng bà Elizabeth, người chị họ của mình. Và bài ca bất hủ đã thốt lên từ miệng Đức Maria: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thế thì chúng ta thấy tâm tình của Đức Maria cả một cuộc đời của mẹ là lời tạ ơn. Tạ ơn đây không phải là Chúa cho mẹ sức khỏe, không phải là Chúa cho mẹ được giàu có, không phải là Chúa cho mẹ được những cái quyền chức cao sang trần thế đâu, mà là chúng ta nhìn là cuộc đời của mẹ là cái sự cao quý bởi được cộng tác vào chương trình kế hoạch yêu thương mà Chúa muốn ban lại cho nhân loại qua cái đau khổ, qua cái chết trên thập giá và phục sinh vinh hiển. Thế thì chúng ta nhận ra cuộc đời của mẹ, cái hướng, cái định hướng và cả cuộc đời của mẹ đã thực hiện như thế nào. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng phải biết sống như thế nào, cũng định hướng cho cuộc đời của mình để có thể đạt được cái cùng đích đó. Nói, chúng ta nghe, chúng ta xác tín, nhưng mà thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng ta biết bao nhiêu những cái thế lực, cái giá trị không phải là xấu, nhưng mà nó có tính cách nhất thời, như về vật chất, về danh dự, về quyền lực nơi trần gian này. Nó không tồn tại, nó không bền, nhưng mà nó thật sự là cái nhu cầu của chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta mà chạy theo nó một cách quá đáng thì chính chúng ta sẽ bị lôi kéo lạc xa con đường cứu độ mà Chúa muốn cho chúng ta đi để đón nhận cái hồng ân đó. Thế thì chúng ta hay là không chỉ chúng ta chiêm ngắm vinh quang Đức Trời mà mẹ đã được đạt được qua cái hồng ân mà Chúa ban cho mẹ, đó là hồn xác về trời vinh quang. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã đói thương đến con người. Trước tiên đó là Đức Maria. Và cái đó, cái hồng ân đó mà chúng ta chiêm ngắm, chúng ta vui mừng, chúng ta tạ ơn Chúa, thì chúng ta cũng nhìn là cái đức điểm của chúng ta cuộc sống trần gian này. Chúng ta sẽ được nâng đỡ, được an ủi, và nhất là chúng ta càng thêm mạnh mẽ đứng trước những cái quyến rũ của những cái giá trị trần gian nhất thời này. Chúng ta có chừng mực nào đó, và đặc biệt chúng ta biết chia sẻ với nhau tất cả mọi cái lĩnh vực, từ những cái vật chất miếng cơm manh áo cho đến cái vấn đề tinh thần, hay cả vấn đề danh dự hay là quyền lợi, quyền lực ở trần gian này. Chúng ta không, nếu chúng ta không có được một cái định hướng xác định cho cuộc đời của chúng ta, và chúng ta không có một cái sự nâng đỡ, quyền năng bởi Thiên Chúa qua các cái việc tham dự phục vụ, có lẽ chúng ta dễ buông thả theo cái tính năng ích kỷ của mình, vuông vén cho mình, thu đại cho mình. Đôi lúc nhiều khi đó là cái thường tình, bản tính của con người, nhưng mà chúng ta cần phải đi ngược lại nó để có thể sống khiêm hạ hơn, sống hạ mình để mà phục vụ người khác nhiều hơn là để thu bén được cho mình. Như Đức Maria, cuộc đời của mẹ chỉ là để phục vụ, chỉ là để thực hiện ý Chúa, đem lại cái niềm vui cho nhân loại. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mừng lễ Đức Maria
với cái ý nghĩa của ngày lễ hôm nay là như vậy. Và đặc biệt chúng ta chọn Mẹ Maria Hồng Sắc Về Trời là bổn mạng của chúng ta. Như vậy cái từ bổn mạng hay là cái từ quan thầy có ý nghĩa gì cho chúng ta không? Đặc biệt hơn ở những cộng đoàn khác họ không chọn cái thánh hiệu khác. Thì chúng ta thấy là bổn mạng hay là quan thầy nó có một ý nghĩa mạnh hơn. Thầy có nghĩa là chúng ta phải đi theo, chúng ta phải làm theo, chúng ta phải sống theo cái điều đó. Cho nên chúng ta còn mạnh hơn. Đương nhiên Chúa mời gọi mà cũng mong muốn tất cả mọi người trên thế gian này, đặc biệt là những ai tin vào Chúa, yêu mến mẹ, đi theo mẹ, sống như mẹ để cùng đạt được cái hạnh phúc như mẹ. Chắc chắn là mẹ sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Nhưng chính chúng ta cũng phải biết để cho mẹ dẫn dắt. Chúng ta phải biết để cho mẹ nâng đỡ chúng ta trên con đường trần gian này đúng theo thánh ý Chúa và ý mong muốn của mẹ mình. Rõ ràng chúng ta thấy là cuộc đời của chúng ta là người có đạo cũng như người không có đạo. Chúng ta sống, cố gắng làm sao để cho cuộc sống mình được có những cái nhu cầu đầy đủ về vật chất, không thoải mái. Nhưng mà chúng ta cũng không có thể quên được rằng chúng ta sẽ kết thúc tất cả và sẽ mất đi tất cả khi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Không phải niềm vui để rồi chúng ta nói cái chết, nhưng mà dù sao đó cũng là một cái thực tại rõ ràng không ai tránh khỏi được. Thế thì chúng ta phải nhờ cái nhìn như vậy để chúng ta có một cái quân mình cho cái cuộc sống trần gian này của chúng ta. Những cái nhu cầu chúng ta cần phải có qua làm ăn ngay chính của chúng ta, rồi qua cái sự chia sẻ với nhau, những cái người bệnh hoạn, những cái người bất hạnh, những người đói khổ, chúng ta cần chia sẻ. Và chính nhờ cái nhìn đó chúng ta mới có thể chia sẻ được. Còn không thì khi chúng ta khó mà thắng được chính mình, thì chúng ta vẫn luôn luôn mang trong mình cái sự ích kỷ, dành cho mình những cái điều tốt, điều hay, điều lợi. Nên chúng ta phải nhìn đến cái thực tại vinh quang mà Chúa đã ban cho mẹ và chúng ta mừng lễ hôm nay, đó là hạnh phúc nước trời vĩnh viễn, để chúng ta có một cái lối sống định hướng cho chúng ta tốt hơn theo đúng ý Chúa. Để đó mà chúng ta có thể đạt đến cái mục đích của mình, không chỉ là cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn giáo họ Đại Cương, giáo xứ Ý Nghĩa, mà chúng ta còn phải cho tất cả mọi người trên thế gian này qua đời sống tốt của chúng ta, qua cái sự chia sẻ, cái sự hy sinh phục vụ của chúng ta, và nhất là qua cái sự thông cảm, tha thứ, biết chấp nhận những cái thiệt thòi, có khi bị xúc phạm. Mà chúng ta thấy này, vừa rồi giáo lý của chúng ta tuần nay không có cái điều kiện để chia sẻ hơn, nhưng mà cái vấn đề là sống bác ái, yêu thương, như Chúa dạy là khi hôm nay chia sẻ chỉ có ít người thôi, cái bản giáo lý mà nói là câu của lời của Chúa dạy là hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Một câu đó thôi chúng ta làm có nổi không? Có nổi không? Mà trong thực tế chúng ta thấy này, đem lại cho cuộc sống của chúng ta cái sự bất an, cái sự chia rẽ bất hòa, bởi vì chúng ta cứ trách nhau, cứ thấy cái lỗi của nhau mà đôi lúc nhiều khi không nhận ra cái lỗi của mình, để rồi thiếu đi cái sự thông cảm với nhau. Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình, hãy yêu kẻ thù. Chúa dạy, nhưng mà không phải là Chúa dạy trên lý thuyết, mà chính Ngài đã thực hiện cái điều đó. Chúng ta nhớ, không thể quên, trên thập giá, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chính những người mà giết Chúa, hành hạ Chúa, đó là cái lời cầu nguyện Chúa dành cho họ trước khi chết. Thế thì chúng ta không phải là trên lý thuyết, theo Chúa, theo đạo, không phải là chỉ sống trên cái lý thuyết, mà chúng ta cần phải cầu xin Chúa, chuyện cầu của mẹ giúp cho chúng ta thực hiện lời của Chúa dạy cho chúng ta. Và chính mẹ đã làm gương đi trước và sống cái tinh thần hy sinh phục vụ đó, và chúng ta có thể thanh luyện hồn xác mình và xứng đáng hồng ân.